Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình trong thời đại nhà thám hiểm. Bé rộng nước của mình thì mình đã xây một cái chỗ tạm thôi để làm cái nơi nghỉ ngơi ha. Trong tương lai thì những bé rộng khác cũng sẽ có những chỗ tương tự như vậy. Và nếu có những block tương tự thì mình sẽ làm theo từng cái nguyên tố, chẳng hạn như rộng nước thì mình sẽ đặt những cái khối lăn trụ biển chẳng hạn ở phía dưới sàn nếu như mình có. Tương tự đối với những em khác thì cũng vậy. Và phía sau mình là em rồng lá. Không, nó chính xác hơn là rồng rừng. Cũng đã vừa nở rồi, mình không có quay kịp cái khoảnh khắc đó. Và mình có một chút cá ở đây, mình sẽ thu phục em này. Đó, thu phục hở. Ui, ăn khá là nhiều mới chịu nha. Và bây giờ đã về đội của mình rồi nè. Hiện tại thì còn nhỏ nên mình chưa có để yên cửa vô được. Nên tạm thời mình sẽ để ở đây và dùng dây để giữ lại ha. Và những cái cây ăn thịt người trong rừng thì mình đã trồng nó đã được một ngày tuổi đó nè. Thêm một ngày tuổi nữa thì nó sẽ lớn hay sao á, theo như thông tin hộp giống nó ghi là vậy. Mong rằng cũng sẽ mau lớn để mình thử mình cho ăn coi như thế nào. Và trong chuyến khám phá ngày hôm nay thì mình sẽ cần phải mang theo trước mắt là chắc vẫn là set đồ này quá, nhưng mà mình sẽ dùng một chút kim cương để mình sửa lại để coi nó có rẻ hơn hay không nha. Mình sợ sửa tốn nhiều kinh nghiệm á. Ủa, hai viên là đá gần full rồi nè. Ngon lành luôn. Sửa lại dùng cho nó tốt nào. Và mong rằng trong chuyến khám phá ngày hôm nay thì mình có thể tìm thêm những cái món đồ có sửa chữa để mình tách ra rồi mình ép vô đồ của mình thôi. Chứ đồ mình bây giờ nó... Ui, trời, gồng mới gặm hả? Ghê vậy. Giờ thì mình sẽ bắt đầu lên đường thôi. Hôm qua thì mình có tìm được một cái công trình khá là to luôn. Nằm ở phía trước mặt mình nè. Từ cái chỗ mình á, đi thẳng về hướng mặt trời lặn là mình sẽ tới cái công trình đó ha. Nhìn sơ qua thì cái công trình đó là một cái công trình thuộc dạng là hàng khủng luôn, rất là to. Không biết là nó có nhiều đồ xịn hay không nữa. Bây giờ thì cùng mình và em rồng bay tới đó nào. Tính ra kế con tàu hải tặc mà lần trước mình khám phá có một cái thủy cung nè. Vậy là mình khá là may mắn luôn. Rồi bay ngang mà dính theo uống đào chậm nè. Ác thiệt chứ. Vậy mà hôm qua mình không tìm thấy nhờ. Hôm nay mình hoành lại một vòng mình mới thấy ấy. Trong tương lai thì mình sẽ sử dụng cái nón có dòng hô hấp này của mình để đi khám phá cái thủy cung đó ha. Còn bây giờ thì mình đã bay tới cái công trình này rồi. Khá là cao luôn. Để mình coi ở dưới nó có đường lên hay không nha. Nếu mà không có đường lên thì mình sẽ bay trực tiếp lên trên á. Và nhìn sơ qua thì công trình này có vẻ nó không có đường ở dưới rồi. Chắc mình bay lên trên quá, không biết nó là dạng công trình gì mà lạ thiệt. Kiến trúc nó xây hơi lạ nha. Nó kiểu như một cái thân cây thẳng tắp lên trên vậy đó. Bay lên cao một xíu nữa coi. Tiến lên đây luôn. Cao nữa luôn. Tới trên nóc luôn. Ồ, nó có quái kìa. Có lòng spawn nha. Ở đây. Ui mẹ đất ơi. Dám đánh em rồng của mình. Láo tét. Nó dám đánh em rồng của mình. Cay thiệt. Đập cái lòng spawn trước. Cạp nó em rồng. Ui, mình không có đập được cái lòng tại vì mình dính hiệu ứng đào chậm. Khó thiệt rồi. Mình sẽ canh coi em rồng mình có mất máu nhiều quá không. Ui, mình không có thịt để hồi máu cho em rồng nữa. Không ổn rồi. Ui, dưới này vẫn còn. Đây là những cái con xương hoa hồng. Cái công trình này nó liên quan tới những cái hoa hồng ha. Cái nón nó đội cũng có hình hoa hồng cơ. Này thì hoa hồng á. Cạp ném rồng. Đúng rồi, hay lắm. Em rồng mình còn có 25 máu thôi. Khó rồi. Mình thì lại không có thể đập được tại vì mình bị dính hiệu ứng đào chậm ấy. Còn 2 phút nữa mới hết lần. Thiệt luôn á, éo le hột me thiệt. Ui. Mình sẽ cố thủ đến khi mà nó hết hiệu ứng đào chậm để mình có thể đập được cái lồng ha. Bây giờ thì có thể đập được cái lồng rồi. Đồ nó cất cũng thuộc dạng là bình thường thôi á, không có gì xịn lắm. Đi xuống dưới. Không ở trên nữa. Đập luôn cái lồng này.
Ui, ui, nó đang dí mình. Dí hả? Tích dí học. Không chơi với nó nữa. Đi xuống dưới lẹ. Bây giờ em rồng của mình đã khá là an toàn rồi. À, nó vẫn cố chấp đi xuống dưới để tìm mình. Được, tiếp chiêu với các ngươi luôn. Và công trình này có vẻ là khá là to luôn á. Ui, ui, trượt chân lọt xuống dưới luôn rồi. Ở phía bên đây nó có cái rương nè. Ồ, như vậy thì đồ nó cũng không thuộc dạng xịn lắm á. Mình cứ nghĩ là nó đồ xịn lắm, nhưng mà không, đồ nó cũng bình thường à. A few moments later. Mình cũng đã thử khám phá đi dài dài xuống dưới ấy, nhưng mà đồ nó cũng không có khá hơn là bao, nên mình nghĩ tốt nhất là mình nên té đi ha. Thiệt luôn á, lúc đầu gặp công trình này đang tưởng đâu vô mánh rồi, lút được bộn đồ rồi. Nhưng mà không, nó không cho mình nhiều đồ như mình tưởng tượng. Và phía bên đây lại có một cái căn cứ nấm nữa nè. Mình sẽ đậu em rồng ở trên này, mình lút đồ xong mình chuồn thôi ha. Giờ tầm này chỉ lút đồ xong chuồn thôi chứ biết sao giờ. Rồi, đừng đi xuống dưới mà. Mình đã sợ rồng bị đánh nên mình đậu trên độ cây rồi. Rồng mình còn có 25 máu thôi. Để mình xuống dưới đây mình lấy ít đồ cái. Cái ngày thời buổi kinh tế có khó khăn. Lấy đồ của mấy tên này xong chuồn thôi. Rồi. Đủ rồi. Chạy thôi. Không biết gì hết. Ủa, bên kia còn cái rương nhìn thấy thèm đấy ta. Lút nó luôn đi, bỏ ổn. Lè, tìm kỹ lút đồ, lè. Cúp. Lấy giáp nữa. Không biết chạy kịp không? Chạy kịp đi. Hên quá, mình vẫn chạy kịp. Suýt nữa thì toang. Rồi thôi xong. Vẫn còn con đây. Đố anh bắt được em. Dễ gì mà bắt kịp được. Ok. Lấy đồ xong rồi, cũng được 30 viên kim cương chứ đâu có ít đâu. Đấy, việc nhẹ lưng cao. Cứ lấy xong chuồn thôi. Là vừa ít bị đánh nè, mà vừa có đồ xịn mang về nữa. Sợ không phên. Mà lỡ đi qua đây rồi mình sẽ thử đi khám phá nó luôn. Phía xa xa đằng kia còn có một cái chỗ gì đó. Mình thấy trên đỉnh tòa tháp nó có một cái cục waystone. Không biết là công trình này có boss hay không. À chắc không rồi. Có cục đá waystone này. Cục waystone này thì chắc không sao đâu. Battle Tower. Ui. Battle Tower. Không quan tâm lắm. Battle cái gì. Hôm nay mà battle cái gì. Cất đồ vô ba lô cho nó gọn lại coi. Mới lút chút xíu thôi mà đồ chật hết rồi. Hôm qua mình mới có được một cây rìu từ chiến binh giáp sắt. Bây giờ mình sẽ BK với mấy con này bằng cây rìu này luôn. Bổ rìu nè. Khá là mạnh đó. Đừng có đùa. Rồi có rương. Nó cũng là những cái món đồ bình thường thôi. Và một cái bản đồ nữa nè. Wow. Rồi tiếp tục là một con zombie. Đó, mình sử dụng rìu đập với rìu xoay phát là nó chết liền à. Cái này giống như nó có cất rương nè. Lại thêm trứng đồng nữa. À con này láo. Láo tét. Cái rìu đánh chậm chậm vậy mà nhìn cũng vui lắm. Rồi. Thẻ tên. Sao mấy cái này nhiều thẻ tên vậy ta. Chắc có vẻ là cái tòa tháp này nó cũng không có nhiều đồ rồi. Nè, chớp điện luôn. Wow. Chớp điện là mình ép vô cây đinh ba được. Cũng tạm tạm đi. Rồi luôn. Dướng vô cái mạng nhện. Mạng nhện tùm lum. Đi xuống lẹ. Rồi tầng dưới nó còn bèo hơn tầng trên nữa. Càng ngày đồ càng bèo vì tại vì mình đi từ trên xuống ấy. Ok, như vậy thì cái tòa tháp này cũng chỉ được một mớ đồ như vậy thôi. Chắc ngon nhất là cái quyển sách này rồi chứ không còn gì tốt cả. Có vẻ chuyến khám phá mở đầu này không được may mắn cho lắm ha. Gặp công trình bự, khám phá công trình bự nhưng mà không có đồ xịn mang về cũng hơi buồn buồn một chút. Nhưng mà không sao. Giờ thì mình sẽ có một chuyến khám phá qua một cái thế giới khác đi. Hôm kia thì mình có làm ra hai cái cánh cổng mà mình đã khám phá một cái cánh cổng rồi. Còn một cái cánh cổng màu
màu hồng hồng mình chưa khám phá cơ. Để bây giờ thì chúng ta cùng nhau bước qua đó để khám phá luôn á. Cho nó đủ hai cánh cổng luôn, là sắp tới chúng ta không cần phải đi qua bên đó nữa. Dẹp cổng cũng được. Lắc. Rồi bé rồng về nhà thì mình sẽ cho bé rồng vô đây. Đợi xíu mình đi vô mình lấy thức ăn cho rồng ăn cái đó, tại vì hồi nãy mấy cái con xương nó bắn vô rồng quá trời đau rồi. Mình không có đem theo thịt để chữa thương cho rồng nữa. Đây giờ có thịt heo nè. Ủa gì? Thịt con cừu. Mình sẽ cho rồng ăn. Rồi ăn đi cưng. Hồi cho nó full máu lại để sắp tới mình còn dẫn đi khám phá tiếp. Rồi trong tương lai thì có rồng lá lớn á, thì mình sẽ cho rồng nướng có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn á, chứ cái rài đài nhỏ quá trời bay liên tục luôn á. Xong. Và mình sẽ bước... Ui, em rồng chưa lớn nữa. Cái đầu vẫn còn to lắm. Khi nào cái đầu với cái mình nó cân đối lại thì mới lớn được ha. Cái cây này cũng chưa có lớn nữa nè. Ok, tạm thời thì ở nhà mọi thứ vẫn chưa xong xuôi nên mình sẽ đi khám phá tiếp đi. Hy vọng lúc khám phá về thì mọi thứ sẽ ổn hơn á. Và không biết nó sẽ dẫn mình tới đâu đây nào. Mình đã mở được rất là nhiều cái thành tựu luôn kìa. Mình coi nào. Thành tựu ở cái thế giới Everbright mình cũng có nè. Lắm. Được sách các thứ nè. Và thành tựu ở bên đây là Everdown. Lập luôn. Rất là nhiều sách nữa. Cái gì đây? Cái này là của bên cái thế giới nào vậy? Everbright. Cái này là thế giới mình, hôm kia mình khám phá rồi. Đây, Everdown nè. Tìm cái dungeon và đánh bại Alchemist. Mình phải tìm Alchemist mình đánh á. Còn quyển sách này. Quyển sách này quyển sách gì á? Quyển sách phép thuật. Cái phép thuật này giống như cái tên pháp sư lần trước mình đánh nhau dùng nè. Wow. Sách phép, cái này là quyển sách phép nha. Ngon. Có lý rồi đó. Rồi, giờ thì mình coi coi mình sẽ đi về hướng nào đây ta. Hình như là... Cái gì nữa? Cây núm này có độc. Cẩn thận nha, mấy cây núm bên đây là có độc á. Con gì vậy, con gì? Con này con gì á? Đừng manh động. Đừng manh động mà. Vũ khí qua đây nó sẽ bị giảm sát thương rất là nhiều. Bye bye, nhìn khó chịu vậy. Nữa, lại giảm lên cây nấm độc. Cái màu của nó rất là khó phát hiện. Cái này mình có làm được cái gì không? Mình trao đổi hả? Ui, dữ đâu. Qua đây thì lại tìm tên pháp sư nữa ta. Hai cánh cổng. Để... đằng kia còn có con gì nữa. Đừng có bay nữa mà. Sao con này nó ghiền hơi mình hay sao? Mới qua mà nó bay theo mình hoài. Con này nhìn giống con cá sấu vậy. Cá sấu lên bờ. Nữa. Đừng có quýnh. Mệt nó ghê. Nó cứ chạy theo sau mông mình hoài. Nó chích mình hoài. Mình biết chạy chứ sao giờ. Cổ nó ghê á. Cái kiếm kia mình hư rồi, không mình lấy ra mình chọt nó. Đi ra chỗ khác đi. Cà khịa hoài, mình nó không cà khịa mình, nó đi cà khịa mình. Sống nổi nó không? Bên kia còn có con gì nữa cơ. Con này có cắn mình không? Nhìn nó nguy hiểm vậy. Con này còn dưỡng con kia nữa, nó không gây độc mà nó sẽ gây cháy. Bên đây con mình thấy con nào cũng hung dữ hết. Khó xơi thiệt. Hay da. Rồi bây giờ mục tiêu của mình là phải tìm cái tên Alchemist. Không biết cái hình dạng của nó ra sao nữa. Và công trình nó thường sẽ xuất hiện ở vùng nào. Kiểu như mình có ít thông tin về cái thế giới này quá. Ở đây nó còn có những con cáo màu tím nè. Dễ thương vậy, có ăn cà rốt không ăn được. Wow. Hệ thống sinh vật ở đây cũng khá là phong phú ha. Có cáo các thứ nè. Rồi mình đã đi tới thêm một cái vùng đất nữa. Mà xung quanh nó là toàn màu trắng.
Ủa con gì? Nhện trong đây nó phun độc. Ui hên là mình dẻo quá nha, mình né được á. Mình mà không dẻo lách léo là phải đó là trúng độc vô mồm rồi. Rồi hiểu luôn, mình tới cái vùng khác rồi. Cái vùng này giống như là đi tiếng đi giống như đi trên cát vậy. Ồ đúng rồi, nó thực sự là cát á. Crystal sand. Wow, cái này là gì đây? Moonstone. Oh. Mình nghĩ ủa có rắn nữa. Nữa. Trời, lại là cái con bắn ra lửa này. Nó bắn cái là bị cháy liền. Qua đây nó tiện luôn, mạnh cái nào mà không có mặc đồ chuyên dụng á thì nó cũng yếu thôi, nhưng mình mặc giáp kim cương, giáp netherite các thứ mà qua đây vẫn yếu xìu. Con này là con gì nữa? Ở đây còn có lạc đà nữa nè. Lạc đà bên đây dễ thương vậy. Ừ được nha. Oh man, mình nghĩ nếu mà nó có hệ thống sinh vật đa dạng như vậy thì chắc ở dưới hang, dưới lòng đất thì nó cũng sẽ có những cái kiểu như là khoáng sản chuyên dụng á. Mình nghĩ mình nên đào xuống phía dưới để mình tìm một cái hang nào đó để mình đi mai thôi. Hình như nó bắt buộc phải dùng cái cúp ở đây hay sao á. Sao mình dùng cúp mình đào không được ta, vô lý vậy. Gọi luôn, ớt xuống nguyên cái hang luôn. Nè mình đào vẫn lâu lâu nè, hình như đào không được. Oh, cái Moonstone thì mình đào được, nhưng mà Moonstone thì lại không làm giáp được. Thế mới khó. Rồi những cái đá này mình có làm cúp đặc trưng không? À hình như làm cúp ở dưới đây mình mới đào được hay sao ấy. Rồi thử luôn. Một cái cúp Moonstone. À ra là vậy. Nó bắt buộc là mình phải dùng đồ bên đây thì mới có thể đào được những cái khoáng sản đặc trưng. Khó chưa. Đấy. Giờ được một chút rồi nè. Đủ làm cây kiếm rồi. Mừng rồi. Khổ thế chứ lị. Đây một cây kiếm màu hồng nam tính. Ngon. Giờ là quánh nhau hơi bị khỏe rồi đó. Ok có kiếm mà đi lên thôi. Không liên thuyền ở đây nữa. Tại vì nãy giờ kiếm mình yếu nên mình lười đánh trả đam thôi. Bây giờ có kiếm mạnh rồi. Tự tin hơn hẳn rồi đó. Đi tiếp nào. Mục tiêu là tìm tên Alchemist trong ngày hôm nay luôn á. Để cho xong luôn cái thế giới Everdawn này. Ủa? Hình như mình gặp được một cái này là cái ngôi làng hay sao nữa. Mừng thấy ớn luôn. Tại vì bên đây nó cực kỳ khó tìm công trình. Như một ngôi làng như vậy thì mình đi nãy giờ cũng có 15 phút rồi mới gặp được. Nó không dễ gì mà gặp được một công trình bên đây đâu. Wow, nó cho mình một cái hai cái cúp Aquai. Lậm luôn. Cúp đặc trưng bên thế giới này mà, nên mình sẽ giữ trong túi cho chắc ha. Lỡ cần đào cái gì thì mình sẽ đào. Bác ở rèn cái thứ. Ồ vậy là ngôi làng này cũng thuộc dạng ngôi làng bé thôi. Nó không có có nhiều bác dân làng cho lắm ha. Ồ bên đây vẫn còn nữa nè. Hình như đây là nhà của đi ra bác ơi. Nhà bác trên đây còn cái gì á. Những cái khói bắn tỉa. Còn cái nhà nào giữ nữa không ta? Nhà này nhà nhà bán bác bán sách. Có ngọc lục bảo. Trên đây còn nhà nữa nè. Cái làng trong đây nó thật, mình mà không để ý ha, chắc chắn là bỏ qua luôn. Tại vì cái vật liệu xây á nó tệp màu với cái màu lá trong cánh rừng. Hơn là cũng có một phần là nhờ khói của dân làng á, nên mình mới phân biệt được. Chứ không là lướt qua mất tiêu rồi. Và tính ra thì ngôi làng thì cũng giống như ngôi làng bình thường bên thế giới của mình thôi á. Rồi chắc giờ mình sẽ tiếp tục cái hành trình của mình để đi tìm cái tên Alchemist thôi. Không biết là hôm nay mình có tìm được cái tên đó để phá đảo thế giới này hay không, nhưng mà mình mong là mình có thể tìm được trong ngày hôm nay luôn. Để chúng ta dành nhiều thời gian để khám phá những cái thế giới khác nữa. Ở đây có một con quái vật gì đây? Swarmer. Mình sẽ thử farm nó, tại vì giờ mình có kiếm mạnh rồi. Nó cũng rơi ra cái bất gích.
để đổi với bác chân làng thôi. Ok, tưởng đâu nó rơi ra da rồi, hoặc có thể làm giáp các thứ thì chắc mình sẽ farm đấy. Cuối cùng cuối cùng thì cũng tìm ra cái chỗ tòa tháp của cái tên Alchemist rồi hay sao nè. Thì ra nó nằm ở tiếp bên đây lận. Trời đất ơi, đi gồng gã cả ngày trời. Nó gần cái ngọn núi luôn á. Và đường lên thì hình như nó cũng không có hay sao rồi. Lần trước là mình đã dùng block để trèo lên đó. Lần này chắc vẫn phải trèo lên giống như ở bên thế giới Every Bride rồi. Ok, đường lên đó nè. Lúc nào cũng vậy đó, nó không bao giờ thiết kế cho mình cái cầu thang hết. Khó ghê. Xây mà cũng làm biến nữa. Rồi sao? Lên đây thì chắc mình sẽ loot được thêm một vài cái chìa khóa nữa. Từ từ, nó đang lock map ra, hơi lắc. Rồi, có tầng đầu tiên đâu à? Đây, tầng đầu tiên là... Đó, chính xác, nó dẫn cho mình một cái chìa khóa ha. Ui nữa. Lúc nào vậy, trong tòa tháp này cũng có những bé mèo tội nghiệp bị dính cái bùa cà giật. Mình vẫn chưa biết cách giải cái bùa này nữa. Nhìn tội nghiệp luôn á. Có nhiều bạn bảo đó là con mèo đang tập thể dục, nhưng mà mình thấy giống như chúng bùa cà giật hơn á, chứ không giống tập thể dục cho lắm. Rồi, qua đây thì cho mình thêm gì đây? Sách. Rồi không cho giấy, không cho chìa khóa luôn. Come on man. À đây, cái gương này mới cho mình chìa khóa. Một xít nữa thì bỏ rồi. Hình quá, vậy là nó vẫn cho mình chìa khóa bình thường á. Quá đã luôn. Vậy là mình đã có được hai cái chìa khóa rồi. Giờ thì qua bên kia. Bên đây còn một đường nữa. Tiếp tục là cái tên phù thủy. Phù thủy. Mình cẩn thận, không bả chỗ thuốc độc mình đó. Phù thủy nè. Khô máu, uống thuốc tốc độ chi có chạy được đâu. Rồi lần này bả rơi ra cái áo luôn nè. Mình cosplay phù hỷ cũng được đó. Nhưng mà để một xíu về nhà đi. Giờ cosplay là chết á. Có thuốc độc. Thuốc hồi máu tức thì. Ở đây có cái quả gì đây? Hái thử á. Không hái được. Như vậy chắc mình phải đánh cái con boss thì may ra mình mới hái được những cái trái cây trong cái tòa tháp này. Cũng như là đập được block rồi các thứ á. Rồi đây là tầng cao nhất nè. Và nó chỉ cho mình hai cái chìa khóa thôi. Nhưng mà không sao đâu. Mình lúc nào cũng thủ sẵn 4 cái chìa khóa trong người. Nên bây giờ chỉ cần dùng 4 cái chìa khóa này. Và boom. Đây là tên Alchemist. Cho hắn uống thuốc độc. Uống thuốc độc đi. Ui, hắn dùng phép. Hắn vẫn biết dịch chuyển nha. Né độc. Hắn có thể dùng độc á. Hắn làm mình mù lò rồi. Cái tên này dùng phép liên quan tới độc. Mình cũng có phép vậy. Ta sẽ cho người nếm mùi sức mạnh phép của ta. Lắng nghe tiếng chân. Né. Tiếp tục. Dính phép thuật liền. Dễ gì mà chạy được. Combo hắn. Cái tên này có vẻ mình dễ sơi hơn á. Nhưng mà cũng phải cẩn thận trước. Cẩn thận trước những cái làn độc mà hắn tung ra. Đó. Mình không thể lại gần hắn quá. Tại vì hắn sẽ tung ra độc ngay đây là mình bị trúng độc liền. Như vậy sẽ rất là khó. Rồi. Lâu lâu thì mới đánh được hắn thôi. Chứ không có đánh hắn liên tục được. Đấy, hắn cứ dịch chuyển như vậy hoài thôi. Rồi. Không biết là một xíu hắn có còn thi triển cái phép thuật gì mạnh hơn hay không. Nhưng mà hiện tại thì hắn tung ra những đòn khá là đơn giản ha. Mình nghĩ là mình có thể chiến thắng được trong trận chiến này. Không né kịp. Tại vì khi mà hắn tung mấy cái cục gai này nè, là hắn sẽ làm mù mình để không cho mình thấy đấy. Cái thanh máu của tên boss này nó chia làm hai ngăn á. Mình chuẩn bị đánh hắn được phân nửa máu đó nè. Hình như tới lúc đó là hắn sẽ dùng những cái phép mới hay sao đó. Thử coi. Đâu rồi hắn?
Ôi, hắn dịch chuyển qua đây hả? Tưởng đâu hắn tàng hình chứ. Hắn núp cũng khéo lắm. Ôi. Rồi, phân nửa máu đó nè, coi hắn có dùng phép gì mới không. À, khi mà phân nửa máu thì hắn bắt đầu hồi phục á, giống như cái tên lần trước mình đánh vậy. Cũng là phân nửa máu thì bắt đầu hồi phục lại. Thấy chưa, bắt đầu đã tăng độ khó rồi. Như vậy thì mình cần phải đánh hắn, giết hắn càng sớm càng tốt thì mới tránh trường hợp hắn hồi phục lại ha. Đó, hắn hồi phục nữa cơ. Rất là khó luôn. Tích lũy hắn nhanh để không thôi hắn lại hồi phục đấy. Mình nghi lắm. Những sau một thời gian thì nước ở đây đã bị hắn biến thành lava luôn rồi kìa. Khó chịu chưa? Sách phép nè, hồi phục hả? Dùng phép thuật đánh với phép thuật. Dùng phép thuật đánh với phép thuật. Một cái nữa. Yes, thành công rồi. Mình đã dùng phép thuật để đánh bại cái tên Alchemist này luôn rồi. Và nó rơi ra cho mình thêm một cái loot nữa. Cái túi loot đồ, để mình coi. Nó cho mình một cái dust art. Cái này thì mình có thể gắn vô đây ha. Coi, nó cho phép mình invisibility khi... À, tức là mình có thể tàng hình hết ta. Khi ngồi trong smoke hả? Làm gì, làm sao để có smoke ta? Có một khiên nữa nè. Wow. Cái khiên này nhìn có vẻ nó không kiên cố bằng khiên kim cương của mình ha. Nhưng mà khả năng kiểu như là chống chọi của nó là 100% luôn. Ui, và có thể tấn công được hay sao á? Mình để nó mình thấy là nó để 6 sát thương nè và 1 chấm mấy tốc độ đánh. Vừa là khiên, vừa là vũ khí luôn à. Biết vậy. Ventium ingot dùng để làm kéo. Đe. Làm cái yên nữa. Rồi còn gì nữa không? Hết à. Một cái trophy thôi. Vậy là xong rồi đó. Mình đã phá đảo xong rồi. Giờ thì đi ra thôi. Dịch chuyển đi lên xuống cũng khá là dễ dàng ha. Rồi giờ thì hiểu luôn rồi. Và mình sẽ trở lại tầng dưới để mình hái cái trái cây kia coi mình ăn được không. Mình tò mò quá cái trái này nè. Crescent fruit. Ăn được nha. Nhưng mà không cho mình hiệu ứng. Ok, hái về lâu lâu buồn miệng ngày ăn. Hoặc là khi nào đói ăn ha. 7 trái. Quá đã luôn. Và cái trophy thứ hai thì mình sẽ đặt ở đây ha. Công trình đầu tiên là có con Summoner. Công trình thứ hai là Alchemist. Và mình sẽ nhận được những bằng thưởng gì sau khi phá đảo ha. Kinh nghiệm nè. Rồi kinh nghiệm và một cái gì đó. Này tên là cái gì? Alchemist Scroll. Wow. Đây là cái phép thuật của cái tên Alchemist đó. Để mình coi cái phép này là phép gì nha. Đừng nói là phép triệu hồi đá nha. Hình như nó tạo ra smoke hay sao á. Mình có thể dùng cái phép này liên tục luôn và nó không giảm độ bền nha. Nó tạo ra đá bay lên thiệt kìa. Làm lại. Niệm phép. Nó tạo ra những cái tảng đá từ dưới bay lên trên theo hướng xung quanh mình á. Cái này phòng thủ cũng rất là tốt nè. Dữ. Và cái cây này được một ngày tuổi đúng không? Mình sẽ ngủ đi. Những cái cây vẫn chưa lớn. Mình cứ tưởng là nó sẽ lớn chứ. Nhưng mà không, nó vẫn chưa lớn. Có ăn thịt không? Mình còn chút thịt là mình thử mình... Ui trời, nó mới... Hay lắm, mình... Nè, coi chuẩn bị nha. Mình lấy cục thịt ra nó mở miệng ra liền. Trời đất quý thần ơi. Kìa nó ăn kìa. Ảo ma thiệt. Kìa, giống như là nó nói nó mở miệng ra nó xin thức ăn mình vậy đó. Mẹ đấy cô. Ăn đi, mau lớn đi rồi bảo vệ nhà cho tôi. Chứ mà không bảo vệ nhà ha. Cầm cái nhìn cái kiếm này là hiểu rồi ha.
Hù dọ, mình sẽ hù dọ nó trước. Rồi, và bây giờ mình sẽ thử lấy cái yên mình để lên lưng em rồng được chưa? Ờ, hiện tại thì em rồng vẫn chưa đủ tuổi để em gắn yên vô người. Đâu đâu đâu, mình phải xiền lại. Thôi ngồi xuống đi cưng. Định lợi ăn mấy cái cây hay gì vậy? Mình nhìn cái mùi này là giống như rồng muốn ăn mấy cái cây ăn thịt người ngoài bên kia đấy. Không đùa đâu, em rồng mình tính nóng như kem vậy. Và sau khi khám phá được hai thế giới thì mình nghĩ mình cũng nên chuẩn bị đồ để đi qua cái thế giới thứ ba thôi. Đầu tiên thì mình sẽ đổi ra thêm những cái bột quy lửa này, làm ra những cái mắt của Ender nè, 12. Mình còn 12 cái ngọc nữa nhưng mà... À đấy còn đấy. Ngon, vừa đủ luôn. 12 cái mắt của Ender nhưng mà mình sẽ trừ hao ra, nên mình sẽ đem thêm ít cái que với mắt theo ha. Và nhắc tới mắt của Ender thì chắc nhiều bạn cũng đã biết mình chuẩn bị đi tìm cái gì rồi. Đó chính là mình sẽ tìm cái chỗ cánh cổng kết thúc ha. Mình sẽ phóng cái mắt của Ender đầu tiên để coi. Ồ. Nó vẫn bay về hướng của cái công trình mình vừa khám phá lúc đầu nè. À kìa, chơi tiếp trên đọt cây nè. Xong, hiểu luôn. Từ đây mình sẽ đi thẳng về bên đây ha. Hy vọng là nó sẽ gần gần nhà mình thôi, để có gì mình đi tới đi lui cho nó cũng gần nữa. Và chắc mình sẽ mang theo thêm thức ăn để nhỡ mà rồng có mất máu thì mình sẽ cho rồng ăn. A few moments later. Ooh. Nó có dấu hiệu quay lại rồi. Cuối cùng thì cũng tới lúc rồi, mừng quá. Đi ròng rã mấy ngày mấy... Ồ, vậy là nó nằm đâu dưới đây nè. Đó. Đừng nói ngay đây. Rồi thiệt luôn rồi, nó nằm đâu dưới này nè. Nó trồi lên chưa? Cái ngọc nó trồi lên chưa? Ôi, không mất thời gian nữa, mình đào dưới luôn. Cách nhanh nhất để kiểm tra là mình tự đào dưới. Đi xuống dưới cùng mình nào. Hy vọng là mình tìm đúng chỗ. Ồ, thực sự là đúng chỗ. Có táo các thứ nè. Mang về để dành làm táo vàng. Wow, có cái banner của Enderman kìa. Giáp. Cái này là hình cổng địa ngục nè. Nó có những cái banner đẹp ghê ha. Mình lấy về mình sưu tầm đi. Mấy cái này sưu tầm hết sảy luôn. Đó, hai cái banner xịn liền. Rương các thứ thì chứ đồ bình thường thôi á. Đe được nè, đe xịn. Rồi, quan trọng hơn là bây giờ mình phải tìm được cái chỗ cánh cổng kết thúc cơ. Bình thường là mình đã dễ lạc rồi, bây giờ còn nâng cấp lên rồi biết đường đâu mà mò. À, nó có rương trong đây. Ngọc Ender, nó. Nhớ mình thiếu ngọc thì mình còn có cái để thay thế nữa. Rồi hướng này là xong rồi nè. Không biết là cánh cổng kết thúc ở trong đây á, nó có được người ta trang trí lên hay không? Hay là vẫn như bình thường? Ồ, kim cương. Ngon. Không ngờ vẫn có kim cương nha. Cái banner hình cây kiếm kim cương kìa. Chắc phải sưu tầm tiếp thôi. Đẹp là sưu tầm liền. Ngại gì mà không sưu tầm. Và những cái phòng này thì chủ yếu là chứa đồ thường không à, không có đồ xịn đâu. Nãy giờ mình loot 2 lần rồi, mình rút ra được bài học rồi. Nè, cái này là hình cái đầu rồng nè. Dù nó chỉ xây đơn sơ thôi. Đằng kia còn có banner Wither nữa. Dữ nha. Ok, mình sẽ đi xuống dưới đi. Hụt hẫng thiệt. Đây rồi. Mình đã tìm ra rồi. Đây là căn phòng kết thúc. Yes. Quá đã luôn. Nó còn thiếu 4 con mắt. Ok, mình sẽ lắp đầy 4 con mắt đó ha. Đây, lấy ra thêm 2 cái. Vừa đủ luôn nè. Thật tình cờ mình vừa đủ để làm 4 cái con mắt Ender luôn. Cái này chìa khóa ở đây. Rope and nail. Ok, mình sẽ làm thử và gắn 4 cái con mắt cuối cùng vào cánh cổng kết thúc. Bùm. Xong phim. Quá là đã. Mình sẽ gắn một ở đây một cái cục waystone luôn. Hồi nãy mình có nhặt được dọc đường nè. Đặt ở đây. Cổng
kết thúc. Đấy, xin liền. Và bây giờ bộ sưu tập của mình ngoài cái banner ở dưới địa ngục ra thì còn thêm những banner như là kiếm kim cương, banner người Ender, banner cổng địa ngục. Đấy, mình sẽ đặt như vậy cho nó đẹp ha. Đó, trong tương lai thì có những cái loại banner mà xịn hơn, đẹp hơn. Rồi mình sẽ dẫn nhặt về, dán đầy cái nhà mình luôn, thành cái nhà banner luôn á. Nói chung thì mỗi cái banner này có cái nét đẹp riêng mà. Mình thấy vậy á. Và tổng kết, trong chuyến khám phá ngày hôm nay thì nói chung khởi đầu của mình khá là đen luôn. Rồi sau khi qua cái thế giới Every Down thì mình vẫn đen như vậy, tìm rất là lâu thì mới có công trình ha. Và hơn là gỡ lại được cái khiên, rất là xịn luôn, vừa chặn và vừa phản đam được. Và những cái cây này thì mình mong là nó sẽ mau lớn để mình xác minh lại coi nó có ăn thịt mình hay không. Chứ bây giờ là mình lấy thịt ra là nó há cái miệng ra nó đòi ăn đó. Ác lắm. Rồi, và một điều nữa là bé rồng của mình cũng sắp lớn rồi. Trong tương lai thì chắc mình sẽ nhờ bé rồng lá này để đi khám phá khá là nhiều đây. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến khám phá ngày hôm nay ha. Hẹn gặp lại các bạn vào chuyến khám phá kế tiếp. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.